Mến chào cô chú và các bạn. Có những lúc mình nghĩ như thế này. Hỏi ông xã, nếu như mỗi ngày hai vợ chồng mình ngồi ăn cơm nói chuyện, vui buồn, những công việc mỗi ngày, mình quay như là mỗi người khác quay, rồi để cho cô chú và các bạn xem được cuộc sống của hai vợ chồng mình như thế nào. Ông xã nói rằng, có những chuyện mình có thể để lên và những chuyện không thể để lên. Mỗi ngày đi làm á, đi lái xe đi mệt không vậy? Sao không mệt? Nghỉ nhà đi cũng đi làm nữa. Nghỉ nhà lấy gì? Chồng bầu bí mướp á, hôm nay hái bầu, ngày mai hái mướp. Hết bầu hết mướp á thì mình ngắt đọt mình ăn. Đó là cũng được rồi đó. Nhưng mà vấn đề là tôi nghĩ nhà đâu còn nhà nữa đâu. Mà chồng. Cô chú ơi, ổng nói á, ở nhà ăn bầu, ăn bí, ăn mướp thì được rồi. Rồi hết ăn bầu bí, mướp thì mình ăn đọt. Nhưng mà mới nghĩ thì được rồi. Nhưng mà nghĩ nhà đâu còn nhà nữa đâu, chồng. Thôi đúng thề cô chú, nghỉ việc làm ở nhà rồi. Đâu còn nhà đâu còn chồng. Vậy thì giờ mình đi đi về Việt Nam đi. Việt Nam mình mua nhà nho nhỏ như hai quả trái tim vàng vậy đó. Rồi trồng hàng bầu, hàng bí, hàng mướp, hàng trung su. Rồi có cái ao nuôi cá nè. Xin lỗi nha. Bao nhiêu người từ Việt Nam muốn qua bên này ở, mà đang ở đây ngon lành rồi về Việt Nam ở. Ở được thì mình ở không được thôi chứ tại sao xin lỗi? Đâu có gì đâu phải xin lỗi. Xin lỗi là tại tôi đi không được. Tôi không thích đi. Trời ơi cô chú biết không, tội nghiệp ông xã mình lắm nha. Mấy chục năm rồi không có về Việt Nam. Trời ơi, ruộng đi Việt Nam hoài ông nói không, tại sao không đi Việt Nam. Vậy đó mình có mấy người bạn nha. Trời ơi mấy ông chồng nó đòi về Việt Nam. Con vợ nó sợ lắm, nó không cho về. Còn mình năn nỉ ông về đi. Không về là không về. Tại là chưa tới lúc thôi. Rồi ông nói là chưa tới lúc thôi. Tại vì ổng nói là khi mà ổng về Việt Nam á, là khoảng 70 tuổi mới về. Thì mình hỏi ủa tại sao tới 70 tuổi? Tại vì 70 tuổi về á, mấy em mới thích. Chứ còn trẻ quá, mấy em không mới thích. 70 tuổi á, mấy em mới thích. Còn trẻ trẻ vậy mấy em không thích. Mấy bãi không vậy? Ai biết. Trời ơi mấy trái này mua ăn là con chú nó ngọt. Mà để ăn hết hả, nó đè thù lùi luôn. Nhưng mà nói đúng ra chứ. Trời ơi, ấy cái này răng mắt. Mấy cái mình mua ở đâu vậy? Cái này của một người quen tặng. Tặng nữa. Cái này, ông xã hỏi này đâu có. Mình nói chứ người quen tặng nhưng mà không gì dám nói tên. Nói vậy là ông xã hiểu rồi, hỏi cần nói tên. Trời nói tên là không có được đâu á. Mỗi ngày ông xã đi làm về đói bụng lắm cô chú ơi. Một lần gửi về nhà đói bụng lắm. Hôm bữa kể rồi đó. Ông đi làm á. Mà chủ hãng đang nghỉ về sớm đó. Bữa mình kể cho mình không biết cô chú nào chứ. Coi lại đi. Hồi xưa giờ ông đi làm á, 1:30 là ông phải đi về. Nhưng mà tại vì á, về thì kẹt xe cho nên ở lại. Biết là bà chủ bây giờ sợ ông đang nghỉ thôi mà đi về đi. Tại vì ông ở lại phải trả tiền thêm. Cho nên bây giờ ông phải đi về. Hồi hôm qua thì ăn bún bò xào với tôm. Hôm nay á chưa biết ăn gì hết. Mình nói chắc hôm nay ra hái trái bầu vô hai chồng ăn. Nấu canh bầu. Nấu canh bầu với tôm ăn. Ông nói nấu canh bầu với tôm. Bữa nay ăn toàn bầu không. Nấu canh bầu với tôm. Còn mình xào bầu với trứng. Còn dư lại cái mình luộc luôn. Ăn bầu không phải ăn cơm. Anh làm sao mà ra thấy cái bầu rồi tao lại cái cô chú. Ông nói là ông ăn bầu nha mà ông thấy bầu đâu sợ. Trời nó phải chết chết luôn. Nói thật lòng nha. Từ hôm mà chồng bầu tới bây giờ đó. Không có dám hái vô ăn. Thấy thương quá, ổng có đòi ăn nữa không?
từ 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 từ, biết mà ngày nào nó cũng dạy vậy nè, không có chừng nào chăng đấy, không biết nữa, đợi đi, nhất định hôm nay là nó cắt bầu đó cô chú. Trời ơi, nói thật nha, không biết cô chú các bạn trồng bầu biến sao chứ sao mình cắt mình trồng mình không muốn ăn, thấy thương quá à. Trồng mới ăn, nhóm ăn rồi để dục như như không. Trồng xong rồi cho bị dục thì năm ngoái dục mấy trái rồi. Năm không có dục, nó bậy, năm ngoái là ta giữ lại ta lấy hột giống. Giống mẹ tôi, giống là tôi thấy trái nào mà giống. Trời ơi, giống gì mà để đó rồi rốt cuộc nó đem dùng rạc. Tôi biết giống gì biết mà. Không phải, nhiều quá, nhiều quá. Giờ nữa cô chú nhớ, mình kể chuyện này cho cô chú nghe là mình có làm một cái video. Trời ơi, mình mở cái bổ cái bầu hồ lô ra, trời ơi quá trời hộp. Cái mình mới để ở ngoài vườn này để cho nó khô. Trời ơi, qua bữa sau cô chú biết không, ra là khóc ra nước mắt luôn. Mấy con chim nó mổ ăn hết trơn. Trời ơi, buồn vô cùng, lựa lại còn mấy hộ hôm nay đậu nó ra, trồng nó ra, giờ đang ra nhiều lắm bầu hồ lô. Như cười nó cha. Trời ơi, chết luôn. Bà là phải điên rồi. Cô vô với cậu nhỉ? Bầu rồi bí. Toàn là bầu với bí luôn à. Hôm bữa cái hàng xóm cũng nói vậy đó. Bầu em đâu rồi? Anh, mấy bên anh bị bí. Anh bị bí, trời ơi tôi bị bầu, anh bị bí. Trời ơi, tôi nghĩ vào cái câu đó. Mấy bữa gặp ảnh rồi, ảnh nói chuyện đàng hoàng lắm. Từ từ nói về tôi không dám nói nhanh nữa, nói nhanh cô hiểu lầm. Từ từ nói, ổng nói xong câu chuyện là mình đi cây số rồi. Anh đứng, tôi không có thời gian mà nghe, nói từ từ đó, tôi đi cho thật là nhanh, về nấu cơm cho ông xã ăn, cho ông xã la. Anh nói mấy bữa nay bầu chị sao rồi, nói bầu của em mấy bữa nay nó dài lắm rồi. Mình nói nha, chứ không phải ảnh nói, ảnh mà nói trời mấy bữa nay của tôi nó dài lắm rồi, đừng chích nữa. Mai mốt gặp ảnh nó nói cái bầu không có dài, bầu của em lại rồi nó tròn. Dạ rồi nó tròn dữ rồi. Trời, cô chú kinh thật quá. Ông nói cô chú nghe chưa? Ông nói ông kia mà cứ hỏi nó dài, lúc này bầu em không có dài, lúc này bầu em tròn lắm rồi. Cười quá. Hai vợ chồng ăn xong bên kia rồi qua bên này ngồi nói chuyện. Mình nói ông xã chứ ngồi quay hết cái video đi để mình upload cho mọi cô chú với các bạn cười. Trời ơi, có nhiều cái chuyện mình mới cười là cười ra nước mắt đó. Kể chuyện này nghe ha. Ông đi làm đó, rồi ông đi về ông mới kể mà ông không có kể được, ông cứ cười hoài ha. Bây giờ là mình cũng cố gắng mình kể coi mình có cười giống ổng không. Bữa đó ông đi làm, rồi cái thằng bạn ông vô á. Người bạn kể lại thôi. À, ông nói là người bạn kể lại thôi. Bây giờ để cho ông kể đi nghe, chứ mình kể chắc hơi chặt lắc à. Ok, thì là bữa đó người bạn á, họ kể lại cho mình nghe. Thì đi vô hãng làm chung mà Việt Nam với nhau mà. Thì có một cái người bạn là người miền Nam. Rồi cũng có một người miền Trung mà người Huế. Thì cái anh miền Nam á, anh đi vô cái là tự nhiên cái hôm nay cái anh đi cạo cái đầu, cạo cái đầu lá bon à. Cái anh miền Trung anh mới hỏi á, ủa hôm nay mày làm cái gì mà tại sao mày cạo cái đầu rồi. Thì cái anh miền Nam anh mới nói bà nó, tao bây giờ tao lỡ giái rồi, hỏi tao cạo mấy cái đầu, tao lỡ giái tao mới cạo cái đầu. Thì cái anh miền Trung người Huế anh mới suy nghĩ, anh mới suy nghĩ một hồi mới ông cái con này là mấy ai nè cô chú. Anh chết rồi, cô chú này này cũng nói trời, hai chồng này chưa kể mà đã cười rồi. Ông có tắt, bây giờ để cho ông cười. Rồi cô chú cũng cười theo, con cười tới bao lâu nè. Rồi sao, thằng nó nói cái gì? Thì nó nói, ủa, mày lỡ dây mắt mớ rồi, phải cạo đầu. À,
thằng miền Nam yêu. Thì đúng rồi, tao phải giữ lời hứa, tao mới lỡ tao gái tao phải cạo đầu chứ làm sao. Thì cái anh suy nghĩ một hồi kia mới nói, ồ thì ra mày lỡ vái, mày cầu nguyện mà lỡ mày vái thì nữa mày mới cạo cái đầu. Tao mày nói cái giọng đó tao lại tưởng mày lỡ cái kia rồi mày cạo cái đầu mày, tao có liên quan gì đâu mà phải cạo cái đầu. Còn kêu nói là nếu mày lỡ sức chứ tại sao mày cạo đầu. Đúng rồi. Ủa đây là không anh? Trái bự nhất á. Rồi, đi ra hái bầu nè, cắt trái bầu nè, bầu bự nhất. Cắt nha. 1 2 3. Đừng có khóc nha. Đừng có khóc nha. Trời ơi, trái bầu một trái. Rồi, xong một trái. Rồi một trái. Còn cái nữa hả? Còn trái nữa. Trái hả? Không á, không cắt một trái thôi à, còn cái kia để mai cắt. Ok. Rồi, đây nữa nè. Như vậy là ông đã cắt trong một cái bầu. Chiều nay để coi ông nấu cái gì ta. Hồi nãy nó nấu gì nhớ không vậy? Chiều nay đi câu cá về, về lấy cá nấu trái bầu. Có những lúc mình có những chuyện vui, chuyện cười muốn kể cho cô chú và các bạn cùng nghe. Bởi vì sau những giờ đi làm về nè, nghe cô Hồng nói chuyện với ông xã, rồi ông xã lại nói chuyện với cô Hồng, hai vợ chồng nói chuyện buồn cười quá. Thật sự là hai vợ chồng khi mà ngồi xuống đó thì có những cái chuyện cười kể lại cho nhau nghe. Có những lúc mình cũng muốn quay để lên, nhưng có những lúc có những cái chuyện không để lên được. Vì vậy cho nên mình sẽ cố gắng nè, có chuyện gì vui sẽ kể, nhưng chắc chắn một điều, có chuyện buồn cũng kể luôn. Như vậy thì cô chú và các bạn sẽ coi có cái vui và có cái buồn. Cảm ơn cô chú và các bạn rất nhiều đã xem tất cả những video mình để lên. Mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Đừng quên cho nhau những nụ cười. Nếu như cô chú và các bạn nào vô tình xem được cái video của mình, xin cho một cái subscribe, like và share vài hàng comment. Cố gắng sẽ quay được nhiều cái video hay, cười, để rồi mọi người cùng vui vẻ với nhau. Cảm ơn rất nhiều. Xin hẹn lại video kỳ sau.